Trở thành người mẫu chính thức luôn nha cả nhà. Hôm qua là tập luyện thôi, còn hôm nay là chính thức nhóm tụi mình sẽ biểu diễn. Chút nữa khoảng 1 giờ tụi mình sẽ lên sân khấu để biểu diễn trong trường đó cả nhà. Chút nữa 1 giờ sinh viên ở đây trong trường sẽ tụ tập đông ở trên sảnh đó, trên tầng trên sảnh của trường Leader để xem tụi mình biểu diễn thời trang nha. Thì hôm nay mình mặc cái váy màu hồng như thế này, rồi đeo trang sức của theo kiểu của người Philippines, với hoa tai trang điểm cũng theo kiểu người Philippines luôn. Con gái Philippines á, thì khi mà họ mặc cái này đồ truyền thống như thế này á, thì họ sẽ thường trang điểm đậm lên. Nó khác với truyền thống Việt Nam mình thường mặc áo dài á, thì thường trang điểm vừa vừa thôi cho nó dễ thương. Còn bên Philippines á, là phụ nữ người ta trang điểm đậm lắm, giống Ấn Độ vậy cả nhà. Cho nên bữa nay mình trang điểm hơi già dặn. Đây là trong phòng cánh gà cả nhà, trong phòng thay đồ hóa trang nữa cả nhà, cho các bạn người mẫu ở trong đây để thay đồ nè. Các bạn đó tụ tập đây, người mẫu nam nữ, còn cái bạn ngồi áo trắng, bạn nam mới là MC, còn bạn này là bạn dạy múa. Trường để mà quay phim chụp ảnh cho cả nhà xem. Bạn của mình á, người Philippines cũng đưa cho mình cái khăn tròn màu hồng á cả nhà, để mà tròn qua cái hai cái eo của mình á, để cho khi mà mình biểu diễn á hay được tự nhiên hơn. Tại vì thường mình hay có mắc cỡ lắm, mình không dám mặc đồ mà đi trình diễn trước mặt khán giả như vậy đâu, mà hôm nay mình có máu liều hay gì á, mình gan lên cả nhà. Bạn mình nói là phụ nữ Philippines thì cũng thường hay dùng những khăn choàng mà thiêu thổ cẩm rồi này kia tâm sực tâm. Cái này là những món ăn với nước uống mà đặc trưng của truyền thống người Philippines đó cả nhà. Họ sẽ thường tổ chức câu lạc bộ, là họ sẽ dùng tiền quỹ của câu lạc bộ sinh viên á, để mà làm những món ăn miễn phí cho những sinh viên á, ở trường. Tất cả mọi người đều được ăn miễn phí hết luôn cả nhà. Đây là các sinh viên mà đang đi vô trường để học với các bạn, thì họ thấy câu lạc bộ đang có những món ăn miễn phí á, thì ai cái nấy cũng xếp hàng để mà lấy một phần hết á. Đây là khung cảnh xung quanh trường mình nè cả nhà. Đây là chỗ căng tin, không phải căng tin mà là cái bếp ăn của cả của sinh viên trường á. Thể mình có đem đồ ăn gì thì mình lại đó mình ngồi ăn với mọi người đó cả nhà. Thì đầu chưa trình diễn là tụi mình phấn khích lắm, lấy máy rồi quay phim rồi chụp ảnh rồi làm đủ kiểu hết trơn cả nhà. Mình tưởng đâu là tụi mình sẽ ra trình diễn sớm không cả nhà, tại vì nghe chuột bạn chủ tịch câu lạc bộ bảo là đến sớm 9 giờ có mặt. Ai ngờ đâu tụi mình đến sớm 9 giờ mà tới gần 3 giờ chiều mới biểu diễn á cả nhà, nguyên cả ngày ngồi đợi luôn. Đó, bạn mặc nguyên bộ đồ xanh là bạn chủ tịch đó cả các bạn. Các bạn Philippines nữ mà mặc đồ truyền thống mà đứng phục vụ thức ăn là mấy bạn tình nguyện viên á các bạn. Các bạn đó đến giúp đỡ á, để mà phát thức ăn cho những người tham gia á các bạn. Còn cái cổng bong bóng đó là cả nhà, là hôm qua là tụi mình là tập trung lại là làm cái cổng đó để cho hôm nay cho phục vụ cho cái event đó cả nhà. Còn này là hai bạn MC Philippines, một nam một nữ nè, là tập vợt trước cả nhà, để cho một chút nữa đến giờ 1 giờ là bắt đầu ra nói á. Bạn này là học chung trường với mình quen từ năm ngoái tới năm nay luôn á, là bạn học bên ngành luật sư á cả nhà. Những nhạc công Philippines cũng lại dọn cái bàn dụng cụ âm nhạc ra để hồi họ chơi á cả nhà, chơi cái điệu nhạc truyền thống giống như người Khmer vậy cả nhà.
Mình nghe tiếng mà họ đánh giống hệt những người Khmer Nam Bộ ở quê mình, cả nhà họ cũng chơi cái này nữa nè, để mà múa theo cái điệu truyền thống của người Khmer. Bây giờ là bắt đầu sắp ghế ra cho những chủ tọa, những khách mời, khách VIP là từ trường và những trường khác, rồi từ hội đồng của Philippines, rồi đại sứ quán Philippines cũng tới dự nữa đó cả nhà. Xa xa đó là cái xe cà phê di động ở trong trường mình đó cả nhà, có mấy sinh viên đang đứng để order đó. Cái đó là mình thường hay uống cà phê đó lắm, cà phê đó rất là ngon, nhất là chocola nóng đó cả nhà. Bây giờ thì mình vô trong để mà tập luyện đi với các bạn nam người mẫu ở cả nhà. Bây giờ họ đang phân cặp ra cả nhà. Bạn nam mặc áo tím đó là đi với bạn Ấn Độ, bạn của mình. Có nhiều bạn nam người mẫu dễ thương lắm. Ở trong đó là những người mẫu là đa số là trong câu lạc bộ của Philippines với những cái nước khác cũng có, nhưng mà thường thường là mấy em này là toàn là 18 đến 25 tuổi là hết đát rồi đó nha cả nhà, là trẻ trẻ không à. Chỉ có mình là lớn tuổi nhất, cao tuổi nhất trong số các em luôn á. Trong các em này là không có ai hàng ba trên cả nhà, 25 đổ lại à. Đây, cái này là mình ra đứng với hai bạn người mẫu nam với bạn người mẫu nữ. Tụi mình phải ra đây đứng tập hợp lại để cho mà cái buổi mà event sắp bắt đầu dẫn chương trình ra nói chuyện ở đó các bạn. I begin today by acknowledging the traditional custodians of the land on which we gather today and pay my respects to elders past, present, and emerging. Kababayan, pambansang awi, Pilipinas. Thì các tình nguyện viên và những người tham gia sẽ đứng phía sau cái hàng ghế của đại biểu. Nè, đây là nhóm người mẫu của mấy mình nè các bạn. Các bạn Ấn Độ này vui lắm. Đây là hai MC ra mặc đồ truyền thống Philippines, nam với nữ đó các bạn. Họ truyền thống của họ là cái màu kem kem,
cái đồ nam á, thì cái áo như là cái áo dài dài hút cái eo của nam dài dài, nhưng mà không có dài bằng cái áo áo dài cách tân của nam Việt Nam mình. Cái màu áo của họ là màu kem kem vậy nè cả nhà, có thêu hoa văn ở trước ngực rồi, nhưng mà vải mỏng như vải von vậy cả nhà, họ phải mặc áo lót ở trong như vậy đó. Bản thân của mình Philippines đó, thì nó không có mặc áo lót ở trong cả nhà, nó mặc có một lớp, và còn bạn MC này mặc áo lót ở trong nè. Đây là cái chị làm ở đại sứ quán Philippines nè cả nhà, mình ở quay sau lưng á cho nên là chút nữa chỉ quay mặt qua thì cả nhà mới thấy mặt nè, là chị nè. À, đại biểu đã ngồi vào chỗ ngồi đó cả nhà. Đây mình cũng tham gia đứng ở ngoài sau để mà xem họ phát biểu khai mạc đó. Chị này chỉ phát biểu nữa nè cả nhà, chỉ là phát biểu lâu nhất trong số các đại biểu luôn, tại vì chị nói là chị rất là tự hào về cái cộng đồng Philippines của chị ở trong trường Flinders, là chị không ngờ là có những event như thế này. Có rất nhiều bạn sinh viên trong câu lạc bộ Philippines này các bạn, bạn ấy đang cố gắng kết nối với đại sứ quán của họ ở Adelaide này các bạn, để mà sau này khi mà họ ra trường họ cũng có thể xin việc làm trong đại sứ quán nữa đó các bạn. Bởi vì bây giờ họ tranh thủ tạo ra mối quan hệ tốt với mấy anh chị này, là thường có tổ chức event gì là họ mời những người này đến dự để tạo mối quan hệ các bạn. Thì bạn của mình, hai đứa bạn của mình thì cũng đang nộp đơn xin vô làm ở chỗ đại sứ quán này sau khi tốt nghiệp đó các bạn. Nhưng mà bạn của mình thì phải về Philippines, sau khi tốt nghiệp phải về Philippines trước, rồi sau đó thì mới qua đây làm cho họ. Thì thường mình cũng tìm hiểu và đại sứ quán mình ở đại sứ quán Việt Nam mình ở Adelaide này các bạn, nhưng mà mọi người nói là bên Việt Nam thì đặt đại sứ quán ở bên Canberra các bạn, là ở thủ đô của nước Úc, còn ở bên Adelaide này không có. Mình cũng không biết sao, mình cũng muốn đi thăm cho biết cái cơ quan nhà nước của mình ở bên đây á cả nhà, để lúc trước mình cũng tổ chức event như thế này nè, mình cũng là chủ tịch của một câu lạc bộ sinh viên ở đây, thì mình cũng muốn mời họ, nhưng mà mình rất tiếc là họ không có văn phòng ở thành phố Adelaide nè các bạn. Đây cái bạn này đeo như cái khăn quàng cổ của Philippines đó các bạn, để chút nữa múa truyền thống Philippines đó với ống tre các bạn, rồi múa với cái ly nước để trên đầu nữa đó. Mấy bạn nó đang chuẩn bị ly nước để trên đầu đó các bạn. Cái ly nước để trên đầu thì có nước, còn hai cái ly mà họ cầm lên hai bên tay á là không có nước nha cả nhà. Bây giờ là bắt đầu biểu diễn nhạc cụ truyền thống của Philippines rồi đó cả nhà. Các bạn này biểu diễn nè cả nhà, bạn này vô cùng trẻ trung mà đàn hay múa giỏi đó nha cả nhà. Sau khi bạn chơi cái này xong lận hồi nữa bạn múa luôn, mà lúc bạn múa thì mình quay được chút xíu, và tại lúc đó mình có việc mình đi ra ngoài một chút rồi mình quay lại thì bạn ấy múa gần xong rồi, rất là hay luôn á. Mình thích cái màn biểu diễn này cả nhà. Đó mọi người nghe gõ cái mấy cái nắp này á, mọi người nghe có giống nhạc của truyền thống Campuchia không cả nhà? Mình nghe cũng giống luôn cả nhà, nhưng mà cái cách mà họ trình diễn khác thôi. Rồi cái người trình diễn là mọi người thấy bạn ấy quấn xà rông cũng y chang người Khmer luôn cả nhà, nhưng mà người Philippines cũng sử dụng xà rông, một số dùng cũng vẫn mặc giống hệt xà rông như vậy cả nhà, mà họ quấn á, kiểu như khéo hơn chút. Thank you.
nếu mọi người mà có con cái hay là ai đó mà học ở trường mình á, thì cũng biết các hoạt động này. Tại thường trong trường sẽ có các câu lạc bộ của các nước như là Philippines, Việt Nam, Lào, Campuchia. Thì Campuchia thì chưa có nha cả nhà, có Lào thôi, Thái Lan rồi nè cả nhà, chị ấy múa nè cả nhà. Bạn nữ áo đỏ này là học chung lớp với mình đó cả nhà, bạn ấy chung lớp mà ở chung nhà với mình luôn ha cả nhà. Bạn ấy nhỏ con cũng dễ thương lắm, hiền nữa, nhiệt tình nữa, siêng năng, học giỏi. Thường bạn này thì thích tham gia các hoạt động phong trào này kia, còn mình hả là bạn bè thâm tình lắm, rủ mình mới đi cả nhà, tại mình không có nhiều thời gian để tham gia nhiều hoạt động đâu. Nhưng mà trong cái cuộc sống sinh viên thì mình nên tham gia một hai event để mà có cái kỷ niệm khi mà bạn là sinh viên á, để mình nhớ lại thời tuổi trẻ. Thì hồi xưa mình học đại học ở Sài Gòn á, thì mình cũng tham gia mấy cái hoạt động của sinh viên, nhưng mà không có nhiều, cho nên giờ hả mình kỷ niệm mà hồi xưa mà tham gia hoạt động của mình ít lắm. Bởi bây giờ mình cũng tranh thủ, nếu mà có thời gian á mình cũng đi event với các bạn, còn nếu không có thời gian á thì mình ưu tiên việc học trước, tại vì bên đây học rất là áp lực, thường là thời gian là tập trung dồn vô bài tập hết rồi cả nhà. Đây họ đang múa cái ly nước, để ly nước trên đầu cả nhà. Bạn nữ này biểu diễn, bạn nữ mà váy tím á cả nhà, biểu diễn mà nằm xuống á cả nhà. Trời ơi, mình muốn thoát tim luôn, mình sợ cái ly nước nó rớt xuống á cả nhà. Tại vì lúc tập luyện á, mấy mình có đi xem họ tập luyện là bị bể hết hai cái ly đó cả nhà, trước khi ra biểu diễn. Mà không ngờ là cũng may là khi ra biểu diễn thiệt thì không có bể ly nào, thành công tốt đẹp á cả nhà. Mà bạn nữ này là chuyên gia dạy về múa truyền thống Philippines á cả nhà. Họ qua đây định cư của Úc luôn, là tại vì họ định cư theo diện visa là partner. Có nghĩa là partner là có nghĩa là bạn ấy có bạn trai nhưng mà sống như vợ chồng là ở Úc, là người Úc luôn. Cho nên là ở Úc thì có hỗ trợ là bạn không cần phải kết hôn với người Úc, mà chỉ cần bạn có bạn trai mà bạn có chứng minh là người đó với bạn là có sống chung, thì bên Úc nó vẫn cấp visa cho bạn để trở thành công dân của Úc đó các bạn. Cho nên là các bạn cũng có thể xem xét cái trường hợp này như mình nói, để mà lấy visa của Úc để định cư Úc nha các bạn. Là cái lúc mà mình qua đây, mình qua Úc đó, mình mới biết cái chuyện này với các bạn. Tại đó giờ mình tưởng đâu các nước như Mỹ, Úc hay là Anh, Pháp rồi cần phải kết hôn thì mới định cư được. Ai ngờ đâu bên Úc nó thoáng các bạn, nó cho mình là cái visa là partner luôn, là không cần phải kết hôn mà vẫn lấy được quốc tịch. Chị mới ghê chứ, các bạn nữ mà độc thân nên xem xét trường hợp này nha, nhưng mà phải là partner thật nha, đừng có partner giả để sau này có nhiều chuyện rắc rối lắm. Tại vì partner nó
khó chứng minh nhiều cái lắm mà các bạn còn làm giả nữa mà để họ phát hiện là vĩnh viễn không được định cư luôn á các bạn. Tại vì mình nghe nói, mình chỉ nghe nói thôi là partner là họ sẽ điều tra là về cái tin nhắn cũ của các bạn á. Nếu các bạn nói là người đó là bạn trai của các bạn thì các bạn phải chứng minh là trong vòng 1 năm là bạn đó quen người đó, là trong vòng 1 năm là những tin nhắn của bạn đã nhắn tin cho họ là từ 1 năm trước rồi, chứ không phải là mới nhắn tin mấy ngày nay hay mấy tháng nay là họ nói là họ cái đó không đủ căn cứ để mà chứng minh một mối quan hệ. Và tin nội dung tin nhắn của các bạn cũng phải là show ra làm bằng chứng cho họ luôn nha các bạn, là họ sẽ xem cái nội dung đó là phải nói về là tình yêu nam nữ hay là gì không, chứ không phải là nhắn tin mà nói chuyện bình thường thường như bạn bè gì không phải nha các bạn. Go.
hiện giờ tới tiết mục múa của hai đứa bạn thân của mình đó các bạn. Bạn mặc áo đỏ này nè, hồi nãy mình giới thiệu các bạn là học cùng lớp đó, và bạn nam mà đi đầu bự con á, bạn nam đầu tiên á là múa với bạn nữ áo đỏ, là hai bạn đó cùng lớp với mình, là chơi thân nhất với mình đó các bạn. Họ múa kiểu như họ để lúc mà họ để cái thanh tre mà lên trên trên cái chán á, mình tưởng tượng như giống cái con chim chim gì chim mỏ dài á các bạn. Thật ra mình không có biết gì về nhiều văn hóa của Philippines đâu các bạn. Từ lúc mà mình có bạn qua đây nè, là mình có bạn là nhiều nhất là toàn là người Philippines không à. Bởi vì á, bạn ấy nói nhiều về đất nước các bạn lắm, viết cái mình nhớ mình biết nhiều về họ luôn, từ món ăn cho tới truyền thống văn hóa rồi quần áo. Các bạn biết mình phát hiện ra cái gì không? Là hóa ra là món ăn của Philippines là hương vị y chang của Việt Nam mình luôn á các bạn. Là mình ăn mà cái vị của mình sao á, là Philippines cũng thích, mà Philippines mình ăn cái món Philippines á thì cũng ngon y chang là người Việt Nam cũng thích luôn các bạn. Cái phần trình diễn đây là phần trình diễn cuối cùng của tụi mình nè các bạn, là vào chót luôn các bạn, là khép lại cái event luôn á, là tụi mình sẽ ra biểu diễn thời trang á các bạn, từng cặp sẽ ra như vậy nè các bạn. Các bạn chấm cặp nào nhất các bạn nhớ comment ở phía dưới cho mình biết nha, để mình nói với các bạn của mình là các bạn chấm cho họ nha. The Barong Tagalog is also a formal men's shirt in the Philippines. It is made from delicate sheer pineapple fiber fabric, often adorned with intricate embroidery. The Barong Tagalog is a symbol of Filipino identity and is commonly worn for special occasions and formal events, presenting a blend of sophistication and cultural pride.
là cái màn ra chào hết tất cả các cặp đôi đều đi ra hết chào khán giả luôn á các bạn. Mỗi người một cặp đó các bạn chấm cặp nào nhất. Trong các nam và nữ người mẫu á, các bạn thấy người nào mặc váy đẹp nhất và bộ đồ truyền thống nào đẹp nhất các bạn? Đó là toàn bộ là các đồ truyền thống Philippines không đó các bạn. Họ cũng có như mình, giống hệt như mình có truyền thống áo dài, áo bà ba, rồi áo bộ tám mảnh gì ở miền Bắc á các bạn. Thì Philippines cũng có những cái bộ đồ khác nhau, các vùng miền dân tộc khác nhau như mình với cả nhà. Màn cuối cùng là nhảy tự do, chơi nhảy lambada nhảy giống hệt như là cái gì mà người Việt Nam mình hay có nhảy luôn, đốt lửa chạy á các bạn, cái bài gì mà bốn phương trời ta về đây bên nhau gì đó. Thật sự là cái phần nhảy này là tụi mình không biết trước luôn các bạn. Tự nhiên ban tổ chức kêu phần cuối cùng là mọi người, các người mẫu phải nhảy một bài nhạc đó, xong cái tụi mình có biết nhảy sao đâu, nhảy đại luôn á. Đây là những bức ảnh mà ngày hôm đó là các bạn của mình ở dưới sân khấu á các bạn chụp cho mình nè. Mình đính kèm ở trong cái video này để các bạn xem á, thấy hoạt động của mình tại trường và cuộc sống của mình ở bên Úc là như thế này nè các bạn. Thật ra là mối quan hệ bên này của mình rất là nhiều luôn á các bạn. Lúc mình qua đây học tới giờ là mình, bạn của mình đa số là bạn quốc tế luôn các bạn. Cho nên là vốn tiếng Anh của mình nhờ vậy mà được cải thiện rất nhiều luôn. Mà không biết là mình có duyên với các bạn quốc tế hay sao á, mà mỗi lần mà các bạn ấy gặp mình á là rất là thích nói chuyện với mình và mời mình đi tham dự các event của bạn ấy, rồi mời mình đi chơi chung, đi du lịch chung á các bạn. Video này đến đây cũng đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.